xin đề nghị anh Thành cởi cái giày ra. 14, 35, 17. Dạ. Kỹ năng 1 đi con, bày đặt nữa. Nó nói khịa mình nữa kìa. Sao dạ? Hai đứa tụi cô cộng lại cũng bằng tuổi chú nữa. Con 1m84. Em ơi. Em ơi. Chị cao quá. Mời em quay ra sau lưng em đọc giùm tôi cái chữ đi mà. Siêu tài năng nhí. Em nhí chỗ nào? Ê, bây giờ Hoàng Long là 14 tuổi mà có chiều cao 1m84 á, là anh mới có 8 tuổi à. Đúng không nhỉ? Giống như là mỗi năm ta ra ăn tất vậy, kỳ vậy. Bây giờ anh hỏi nè, nói anh mà nghe ngượng miệng với nó đó. Thôi mình nói bạn nghe nè. Mỗi một năm bạn lú được thêm bao nhiêu phân? Dạ, hồi còn cấp 1 là mỗi một năm như là mới chơi bóng chuyền là lú được cỡ 10cm. Một năm một tấc thiệt, nó nấu thiệt không có giỡn. Vậy là tới năm mà thằng bé nó có khả năng bước vào cuộc đời là năm 18 tuổi, 4 năm nữa là nó cao cỡ 2m3. Nếu mà theo cái cách phát triển đó thì nhà nào chứa nổi con? Cái chiều cao này là lúc nào mình đi đâu cũng hay, mình hay gây bất ngờ cho người khác phải không con? Khi mà giới thiệu dạ, tuổi của rồi. Mình trong lớp con có cảm giác con đang ngồi trong lớp học mà con giống như con học với mấy đứa nít không? Dạ, một phần á là do chơi thể thao, cái làn da rám nắng giúp nhìn có vẻ là già dặn hơn nè. Cho nên bây giờ nói mà đây là một cậu trai trưởng thành, tuổi 18, 19, 20 cũng tin được á anh ha. Tại vì anh có con lớn mới 13 tuổi thôi nhưng mà 1m70, dưới 1m75. Ôi, trời ơi. Anh ơi, 1m75 là cao hơn em luôn á. Anh, dạo này nít tụi nó ăn cái gì mà nó dài dữ vậy anh? Nó cũng muốn ăn, nó uống sữa giống như mình thôi. Mà cái đời đâu sau, có. Cái lớp sau nó sữa nó tốt lớn hơn mình chứ. Ngày xưa mình uống cái sữa gì đó chứ. Anh thì anh nghĩ là có thể là gen nữa. Cha mẹ của bạn có cao không bạn Long? Dạ, ba con cao cỡ 1m72, 1m73. Mẹ thì cao cỡ 1m5, 1m6. Ê, cũng bình thường hả? À, Long là có anh chị em không con? Dạ, con có một đứa em 5 tuổi. 5 tuổi nó cao bao nhiêu? Cao tới ngang bụng. Cái gì vậy? Ngang hông. 5 tuổi mà nó cao ngang hông, 10 tuổi nó sẽ cao bằng con. Thì 15 tuổi nó cao gấp đôi con. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi, không có tính cái theo nhân dân. Thôi, không tính theo vậy được. Tại sao anh tính theo cấp số nhân vậy? Được thôi, giữ gì. Con tên Tây. Con cũng bằng tuổi Long hả? Con học cấp 3, lớn Long 3 tuổi. Em xin đề nghị anh Thành cởi cái giày ra. Cái gì nó cao quá anh ơi. Bạn cùng trang lứa hả anh? 14, 35, 17. Dạ. Kỹ năng 1 đi con, bày đặt nữa. Nó nói khịa mình nữa kìa. Sao dạ? Hai đứa tụi cô cộng lại cũng bằng tuổi chú nữa. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.